189 thiên. Ngày 389. Có thể vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Hãy nghe và nhắc lại. 可以边吃边欣赏外面的风景。 可以边吃边欣赏外面的风景。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đầu tiên liên hệ ngay. 首先马上联系. Cửa màu nâu. 棕色门. Kiểu dáng khác. 别的款式, 其他款式, không đắt, 不贵, căng thẳng à, 紧张吗, quá khen rồi, 过奖了, nhân viên thu ngân đó, 那个收银员, ăn ở đây hay là đem về? Nguyên văn là ăn ở đây hay là gói lại? 在这里吃还是打包? Hay là nếu không thì? 不然. Rất vừa ý. 很中意. Trừ khi không ăn nổi cay. 除非吃不了辣. Xem lại xem. 再看看. Đếm thử xem. 数一数. Quay lại mua. 回头买. Ăn xong. 吃完. Nghe theo em. Thinh nỉ đợ. Đi ngược lại, quay ngược lại. Hoàng khuấy dẫu. Đặt chỗ. Uy định vị trí. Quyết định đi. Quyết định bà. Chỗ sát cửa sổ. 靠窗户的位置. Thưởng thức phong cảnh. 欣赏风景.